Hello, xin chào tất cả các bác nha. Hôm nay bên em giới thiệu với các bác một bộ xua cực kỳ VIP nha. Model này là UR4S ha. Độ thu model của nó là UR4S nha các bác. Và tai mic đầu KSM9HS ha. Đây là đời cao nhất của xua rồi nha các bác. Đó. Cực kỳ đẹp nha. Đây. Đồ thu các bác xem ha, đồ thu cũng khá đẹp nha các bác. Đó. Và đặc biệt đồ thu này cực gấu nha, đồ thu này là full size luôn á, 42 size 42 nha. Full size ha. Đồ thu khá đẹp nha các bác. Đó. À, tai mic đây ha. Tai mic cũng rất là đẹp nha, và đặc biệt là bộ này nó đi kèm với cái hộp đựng mic nhìn rất là đẹp nha. Đó. Đây các bác. Tai mic đầu mic nói chung là cũng rất là đẹp nha. Đó. Đầu mic này các bác. KSM9HS ha. Tai mic cũng rất là đẹp nha các bác. Đó, đẹp lên keng ha. À, đây là thì tất nhiên là model này nó made in Mexico các bác ha. Model là UR4S ha. Lưu ý các bác là mà đầu thu này chỉ có một tai mic thôi nha. Đi với một tai mic thôi. Đầu là KSM9HS. Để em mở cái chụp mic KSM9 cho các bác xem. Đây. Bác xem này ha. Đó. Đầu cực ship, cực VIP luôn nha. Đầu này là hết ghe hết số luôn nha các bác. Model cái nếu mà giá thị trường cái bộ này cũng rơi vào tầm khoảng 90 triệu nha các bác. 90 triệu ha, nếu mà hàng mới. Còn bộ này giá bên em là hiện tại là 28 triệu các bác ha. Model là Shure UR4S ha, và đầu là đầu KSM9HS. Có hộp mic rất là đẹp nha. Cam kết cho các bác tất cả đều là nguyên zin ha, chưa qua sửa chữa gì hết nha các bác. Rồi, cảm ơn các bác. Các bác nào có nhu cầu thì vui lòng liên hệ ha. Rồi, cảm ơn các bác. Xin chào và hẹn gặp lại.